Đây vị trí cái vườn ngày hôm nay đây. Đây là cái mặt đường sông Trầu 18 này. Đường này đường đổ đá mi, từ rộng 5m ô tô có thể ra vào thoải mái đường thông nhá. Ô đất của mình thì từ cái cọc điện này này, từ cọc điện này dài tới cọc điện phía dưới kia là 42m. Bán theo mặt đường hiện hữu là 42m, còn cái mặt đường bên này là mặt đường dân sinh này, cái đường này cũng là đường lối đi chung này, đi vào trong kia còn có cái nhà cô ở trọng đó. Đường này thì mặt vào đường này là 45m nhá, cũng đã xây cái cả hàng rào cọc rồi, yên tâm chắc chắn. Còn cái cạnh uh, chỗ cái phía sau kìa, chỗ cái hàng cây mít ấy, kéo xuống là 24,3 mét Cạnh giáp với với cái cái nhà phía sau ấy là 35 mét anh chị nhá. Nói chung là đất trống thôi, đất này là người ta san lấp đất trống thôi. Đất bằng rất là đẹp, hồi này năm ngoái tầm này năm tầm cuối 2021 ấy giá cái lô này là 1 tỷ 6 nhưng mà lúc đấy cái chú này chú mua chú trả 1 tỷ rưỡi hồi đó chú mua 1 tỷ rưỡi mua nhưng mà rồi gặp cái thời điểm mà kinh tế suy thoái này chú muốn bán lại mà giá thấp quá rồi rồi chú giảm còn có tỷ 2 thôi tỷ 2 thương lượng anh chị em nào quan tâm thì cứ inbox Chúng dẫn vào gặp chủ cho giá đưa đất sông trầu chẳng bom mà tới một ngàn. 347 mét mà có 1 tỷ à, tỷ 2 còn thương lượng nữa chưa tới 1 tỷ một xào mặt đường hiện hữu rất là rẻ đấy trong khi đó bây giờ một lô một một xào thời điểm này cũng phải 1 tỷ rồi một ngàn mét thôi giá rất là rẻ anh chị nhé giá này mua quá là êm luôn cái vị trí này nó cách đường à, vành đai 4 chỉ khoảng độ à, 500m thôi Lát em sẽ cho anh chị xem cái thông tin quy hoạch trên app để biết luôn cái đường vành đai 4 ấy. Đường vành đai 4 là đường kết nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gồm có bắt đầu là từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua Củ Chi, Củ Chi Bình Dương, Đồng Nai và điểm cuối cùng là Bà Rịa Vũng Tàu. Kết nối các khu vực miền Đông Nam Bộ ấy. Rất là thuận tiện, sau này đi lại thì không phụ thuộc vào cái đường quốc lộ 1A nữa giảm tải cho quốc lộ 1A nên là mà cái đường vành đai 4 thì cái hướng bên Bình Dương của Chi thì người ta đã làm rồi. Đoạn Đồng Nai bắt đầu là qua cầu Thủ Biên là qua Đồng Nai được vành đai 4 cũng đang triển khai đang đang khởi công đang làm trên đó rồi. Còn khu vực dưới này thì từ từ rồi, 1 2 năm nữa cũng làm thôi. Nên đi lại rất là thuận lợi nhé. Sau này có đường đấy thì làm xong thì mình ở đây mà đi về Sài Gòn chỉ mất một tiếng thôi, đi lên Lê Biên Hòa chắc mất khoảng 30 phút. Quá là thuận tiện, mua để đấy có hơn 1 tỷ. Làm nhà vườn quá là mát mẻ luôn Đối diện thì cũng có nhà người ta ở rồi này anh chị Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem một vài hình ảnh à, Xem thông tin trên quy hoạch của lô đất nhé Sau phần thông tin sẽ là cái phần em xem trên Google Map Để em định vị chính xác cái vị trí lô đất Anh chị em trước khi xem tiếp theo thì hãy cho em một like, một đăng ký kênh nhá rồi bây giờ mình tiếp tục chuyển qua cái phần thông tin kế hoạch nào